Kỳ mở chiến tranh thương mại nhắm vào tiền đồng của Việt Nam. Tờ báo Bloomberg ngày 30 tháng 9 trích dẫn ba nguồn tin cho biết chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch điều tra Việt Nam vì nghi ngờ Hà Nội có hành vi thao túng tiền tệ. Điều này có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt thương mại nghiêm trọng đối với Việt Nam. Cuộc điều tra mới được đưa ra sau khi vào tháng Giêng vừa qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách 10 nước cần theo dõi vì có dấu hiệu thao túng tiền tệ. Mã Lai và Singapore cũng nằm trong danh sách này. Sau đó, vào tháng 8, Bộ Thương mại và Tài chính Hoa Kỳ kết luận rằng Việt Nam đã thao túng tiền tệ trong ít nhất một thương vụ liên quan đến xuất khẩu lốp xe. Hoa Thịnh Đốn có thể quyết định sớm nhất vào tuần tới về các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng Đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu các biện pháp trừng phạt này có được thực thi trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 hay không và có phải là sẽ chỉ được áp dụng đối với một số sản phẩm nhập khẩu nhất định hay không. Các biện pháp trừng phạt có thể được đưa ra dưới hình thức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu và các quy tắc liên bang mới được thông qua trong năm nay ở Hoa Kỳ cho phép bộ thương mại có quyền tăng thuế cao hơn để đáp trả cụ thể đối với hành vi thao túng tiền tệ. Chính quyền của Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt thuế quan trị giá hàng tỷ Mỹ Kim đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, như một đòn trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Vào tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ đã mất quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường Hoa Kỳ do tranh chấp thương mại. Chính quyền của ông Trump đặc biệt bày tỏ thái độ thù nghịch đối với các đối tác mà Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại lớn, nghĩa là những quốc gia xuất khẩu nhiều hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ hơn là nhập khẩu từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm ngoái, ông Trump đã chỉ trích Việt Nam là thậm chí còn tồi tệ hơn so với Trung Quốc về giao dịch thương mại. Cùng thời điểm chính quyền của ông Trump áp dụng thuế đối với các sản phẩm thép của Việt Nam vì nghi ngờ là các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất được đóng nhãn thành sản xuất tại Việt Nam để lách né lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hà Nội ngay sau đó đã thắt chặt các quy định về nguồn gốc của các nguyên vật liệu được nhập khẩu vào Việt Nam. Khi ông Trump nhậm chức vào năm 2017 thâm hụt thương mại với Việt Nam là 38,3 tỷ Mỹ kim. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, con số này đã tăng lên 39,4 tỷ Mỹ kim vào năm 2018 và lên đến 55,7 tỷ Mỹ kim vào năm 2019. Tính đến tháng 7 năm 2020, mức thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam là 34,8 tỷ Mỹ kim. Báo hiệu con số này có thể cao hơn vào cuối năm 2020 so với các năm trước, ngay cả với những tác động của đại dịch Covid-19 đối với thương mại toàn cầu, khi mức thẳng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ từ 20 tỷ Mỹ kim trở lên được duy trì liên tục trong khoảng thời gian 12 tháng là một trong những yếu tố mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ sử dụng để đánh giá liệu một quốc gia có đang thao túng tiền tệ của họ hay không dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình của tiền đồng cho năm 2019, tiền tệ Việt Nam mất giá 6,2% so với đồng Mỹ kim kể từ năm 2015 và giảm 2% từ năm 2018 đến năm 2019. Đồng nội tệ yếu hơn của Việt Nam khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được thanh toán bằng Mỹ kim trở nên tương đối rẻ hơn đối với khách hàng quốc tế. Nhưng khi Việt Nam một lần nữa bị đưa vào danh sách theo dõi của bộ tài chính Hoa Kỳ vì thao túng tiền tệ vào tháng chia. Lý do rõ ràng nhất vào thời điểm đó là vì mức thâm hụt thương mại đáng kể. Khác với khi Việt Nam lần đầu tiên bị đưa vào danh sách cần theo dõi vào giữa năm 2019, đó là do Hà Nội có thằng như tài khoản vãng lai cao hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội. Hà Nội đã nhiều lần cố gắng các giảm thặng dư thương mại của mình với Hoa Kỳ qua việc ký kết các thỏa thuận đắt đỏ và ít thiết yếu để nhập khẩu hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất, bao gồm cả máy bay, nhằm xoa diệu, cơn thịnh nộ của ông Trump. Nhưng một số người cho rằng việc ông Trump nhắm mục tiêu vào Việt Nam là thiển cận, đặc biệt là vào thời điểm mà cả hai nước đang ra sức để phát triển mối quan hệ trên các vấn đề chiến lược đầu tiên, Việt Nam không phải là Trung Quốc. Hàng hóa do Việt Nam sản xuất chỉ chiếm chưa tới 3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức 17,5% của Trung Quốc. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người ở Việt Nam chỉ bằng 2 5 của Trung Quốc. Hơn nữa, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng nhanh trong những năm gần đây do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung điều này đã thúc đẩy các nhà máy và chuỗi cung ứng chuyển từ trung quốc sang việt nam vì các đặc quyền thương mại tốt hơn với hoa kỳ sự di chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi trung quốc là một trong những ý định tiềm ẩn của cuộc chiến tranh thương mại do đó hoa thịnh đốn lẽ ra phải hài lòng khi các công ty đa quốc gia lớn như apple nintendo đã chuyển một phần hoạt động của họ từ trung quốc sang việt nam vào năm ngoái trong 11 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 76% do kết quả trực tiếp của áp lực thuế quan đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Đến nay, Việt Nam được coi là một trong số ít những nước chiến thắng trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Trước khi đại dịch xảy ra vào tháng Giêng, các dự báo cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ cao hơn vào năm 2020-2020 so với năm 2019 do sự gia tăng ổn định của việc di dời sản xuất từ Trung Quốc. Do đó, các quan chức chống Trung Quốc trong chính quyền của Trump có lẽ nên coi thâm hụt thương mại ngày càng tăng với Việt Nam là một thành công của chiến tranh thương mại, hiện thực hóa, tham vọng dài hạn của Hoa thình Đốn, đó là tách rời thị trường Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng trừng phạt Việt Nam vì sự gia tăng thâm hụt thương mại này về một khía cạnh nào đó là sự phản ứng đối với tình huống mà chính hòa thịnh đốn tạo ra. Một lý do khác khiến cho Hoa Kỳ được cho là nên nhẹ tay với Việt Nam mà có lẽ các quan chức từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang vận động các đồng nghiệp của họ trong Bộ Tài chính là vì Việt Nam đã nổi lên như một đồng minh địa chính trị lớn của Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Đốn đã lên tiếng ủng hộ Hà Nội trong tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông và Hải quân Hoa Kỳ đã tham gia nhiều cuộc tập trận về quyền tự do hàng hải ở vùng biển này. Vào tháng 3, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã cập cảng Đà Nẵng, đánh dấu lần thứ hai tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975 trước những lợi ích chiến lược này, có vẻ như Hoa Thành Đốn sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất có thể đối với Việt Nam vì cáo buộc thao túng tiền tệ. Nhiều khả năng chỉ có một số loại hàng hóa tròn lọc sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thế quan. Cho dù vậy, điều này vẫn là mối lo âu đối với Hà Nội, bởi vì tuy các lệnh trừng phạt thương mại này chỉ ảnh hưởng chưa tới 3%, tổng kim ngạch thương mại của Hoa Kỳ nhưng lại ảnh hưởng đến gần 20% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam. Trong khi nhà nước cộng sản Việt Nam đang cố gắng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng càng nhanh càng tốt trong thập niên tới để theo kịp các vấn đề nhân khẩu. Vào tháng 7, Ngân hàng Thế giới dự báo rằng GDP của Việt Nam trong năm nay có thể chỉ tăng trưởng 1,5% so với mức tăng trưởng khoảng 7% trong những năm trước